liên quan đến vụ việc phát hiện, bắt giữ 40 người bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Hôm nay ngày 20 tháng 8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra, triệt phá tổ chức buôn người trong vụ việc này. Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cung cấp, có tổng cộng 42 trường hợp nhập cảnh về Việt Nam, trong đó chiếc số 21, đồn biên phòng Long Bình bắt giữ 40 người. Một người quá trình bơi sông Bình Ghi nhập cảnh về Việt Nam bị nước cuốn trôi và đã tìm thấy thi thể. Một người bị bảo vệ của Casino Red World, trước đây tên Casino Kinh Sa bắt giữ lại. Trước đó, chốt biên phòng số 21 thuộc đồn biên phòng Long Bình, tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 40 người, 35 nam và 5 nữ, từ Casino Red World bơi qua sông Bình Ghi nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Qua khai thác, những người này khai đã xuất cảnh trái phép để sang Campuchia làm việc theo hợp đồng việc nhẹ lương cao. Một số khác trước đó đã làm việc tại các casino ở phía Campuchia do người Trung Quốc quản lý ở đối diện các tỉnh Tây Ninh, Long An. Sau đó, họ được chuyển về Casino Red World. Hàng ngày, những người này làm game online và lên các trang mạng xã hội lôi kéo người đánh bạc. Do làm việc quá sức, từ 13 đến 14 tiếng mỗi ngày và không được trả lương, nên nhóm người này đã thống nhất và bàn bạc với nhau để tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Qua quá trình khai thác, nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng và có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính quyền và Công an tỉnh An Giang tiến hành điều tra làm rõ. Theo Tổ chức Hội Khmer Việt Nam cho biết, tình hình người Việt bị dụ dỗ sang làm việc tại Campuchia đã xảy ra trong thời gian dài. Hội Khmer Việt Nam đã khuyến cáo rất nhiều lần nhưng thực tế vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do người ở trong nước dụ dỗ, lừa đảo các thanh thiếu niên này sang Campuchia chứ người Trung Quốc không sang Việt Nam để dụ dỗ, lôi kéo họ,